Thi Thơ xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Trong video lần này, Thi Thơ sẽ chia sẻ đến quý cô chú, anh chị cùng các bạn tiếp tục những video về thủ tục hành chính và các quy định về đất đai trên kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê. Thi Thơ xin chia sẻ đến quý cô chú, anh chị và các bạn các bước để thực hiện thủ tục chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay còn được gọi là sổ đỏ cấp cho hộ gia đình thành sổ đỏ cấp cho cá nhân. Để chuyển quyền sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ sở hữu chung của hộ gia đình sang cá nhân thì những thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất là những người cùng chung quyền sử dụng đất phải làm thủ tục tặng cho hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu của mình sang cho người khác. Cụ thể được thực hiện như sau. Đầu tiên, quý cô chú anh chị cùng các bạn cần thực hiện thủ tục công chứng hoặc chứng thực hợp đồng tặng cho hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất sang cho người đứng tên cá nhân trên sổ đỏ. Tùy vào điều kiện và tình hình thực tế của mình mà quý cô chú, anh chị và các bạn có thể lựa chọn nơi để công chứng hoặc chứng thực phù hợp nhằm thực hiện hồ sơ thuận tiện và nhanh chóng nhất cho hồ sơ của mình. Sau khi đã hoàn thành thủ tục công chứng hoặc chứng thực hợp đồng tặng cho hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất sang cho người đứng tên cá nhân trên sổ đỏ, thì quý cô chú, anh chị và các bạn cần phải thực hiện tiếp thủ tục chuyển tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể các bước như sau. Bước 1, nộp hồ sơ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi thửa đất tọa lạc hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thửa đất tọa lạc. Quý cô chú anh chị cùng các bạn nộp hồ sơ gồm các mẫu đơn tờ khai liên quan sẽ được cung cấp tại nơi nộp hồ sơ, bản chính hợp đồng tặng cho hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các loại giấy tờ khác như giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và sổ hộ khẩu của các bên liên quan. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì hồ sơ của quý cô chú anh chị cùng các bạn sẽ kiểm tra hồ sơ và giải quyết hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Bước 2, thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan hồ sơ. Sau khi đã nộp hồ sơ hợp lệ thì quý cô chú anh chị cùng các bạn sẽ được cung cấp phiếu hẹn trả kết quả. Trên phiếu này sẽ có thông tin về thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan và thời gian nhận kết quả. Do đó, quý cô chú anh chị cùng các bạn cần phải lưu ý để thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan hồ sơ của mình trước khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới đã được cấp lại cho cá nhân. Bước 3, nhận kết quả. Sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan và đến ngày nhận kết quả, thì quý cô chú anh chị cùng các bạn sẽ được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới đã được cấp cho cá nhân. Khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì quý cô chú anh chị cùng các bạn cần phải kiểm tra lại tất cả thông tin trên đó nhằm tránh việc có thông tin sai sót làm khó khăn cho việc sử dụng sau này. Nếu trường hợp kiểm tra thông tin mà có phát sinh sai sót thì quý cô chú anh chị cùng các bạn nên yêu cầu điều chỉnh ngay để đúng thông tin và thuận tiện cho quá trình sử dụng. Hy vọng qua những nội dung trên video sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho quý cô chú, anh chị và các bạn. Thi Thơ thay mặt kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với kênh trong suốt thời gian vừa qua.